Đây, mẹ thấy chưa? Này, đây, đang còn đồ môi chết chết này. Đây, mùi còn bốc lên. Trời ơi con, sao tự nhiên con lấy kem của vợ con bôi làm chi vậy? Sao con cần thì con qua bên mẹ mày đưa kem của mẹ cho con, thì con lấy kem của vợ con chi làm cho nó mát mẹ vậy? Mẹ ơi, không phải là con tiếc cái kem, mà là con đang muốn cảnh báo cho mẹ biết là con trai cưng của mẹ, duy nhất của mẹ đang sắp sửa trở thành phụ nữ. Em nói cái gì vậy? Mà con thì con không muốn có một người chồng phụ nữ, mà là một người chồng chuẩn men. Gì vậy? Anh chuẩn men quá mà vợ. Đúng rồi con, chuẩn men mà ngồi mà hí húi mà giấu giếm mà tự lấy kem bôi lên người mình. Trời ơi con ơi, bây giờ vậy nè, cái người đàn ông hiện đại bây giờ ta vậy không đó con? Tại vì người đàn ông hiện đại là phải biết làm đẹp. Đúng. Làm đẹp thì phải dùng kem để sức, để dưỡng da, để cho da nó đẹp. Khi da đẹp khỏe thì có nghĩa người đàn ông đó là người đàn ông khỏe đẹp. Trời ơi, ở trong phim Hàn Quốc con thấy à, mấy cái ông bà đó là bây giờ sức kem không, đó là chưa nói là còn đi thẩm mỹ đó con. Bởi con hả? Chỉ có mẹ mới hiểu được tâm lý của con trai mình. Mày làm thử máy ngủ của em chưa? Em bị sao vậy? Em nghĩ sao? Cho dù anh có thích mặt đầm của em đi nữa thì em nghĩ sao anh mặc vừa? Quên chuyện đó đi. Nãy giờ là em đang hiểu lầm. Thì anh nói cho luôn mà biết. Chuyện này anh giấu em, anh không có dám nói. Bây giờ anh mới nói nè. Anh có đăng ký tham gia cái cuộc thi là Mỹ Nam thời A Công trên tạp chí đàn ông. Trời, chuẩn bị kỹ lắm nha. Anh thấy cái chai kem này em để trong tủ nè, bôi lên một cái chảo bóng mướt à, đã. Bởi vậy lén lấy dài. Em làm gì có kem nào bóng da? Da em đủ bóng thôi, em cần gì kem đấy? Không, cái kem mà hồi năm ngoái á, con có rủ mẹ một lần là đi gì đó làm cho da nâu xong rồi bóng lên á. Cái hồi đấy là con lịch sự mua dùng cho con bạn con nó bán, nhưng mà đấy là kem trộn, kem vớ vẩn, kem dồn thôi. Thậm chí nó còn hết đát nữa. Thế sao anh lại dùng cái kem này mà bôi lên người? Chết rồi, con bị gì vậy con? Tôi chết rồi. Sao tự nhiên? Ủa? Mẹ ơi, bé ngứa. Bé ngứa. Chết rồi. Chết rồi, tôi chết rồi, bé ngứa rồi. Đát, bé ngứa. Ôi, trời ơi, Mỹ Nam đâu không thấy bây giờ thành Mỹ ghẻ nè, trời ơi. Bé ngứa. Ôi, trời ơi, ngứa quá. Đi vào đây em xem nào, khiếp đứng ở quán mà cứ gãi như thế chả ai dám vào. Thế nào? Ngứa quá. Eo ơi, kinh thế chứ nhỉ. Thế sao ngứa thì không cởi cái áo măng tô ra mà cứ mặc chùm vào như thế này làm gì? Ôi, cởi ra cái người ta thấy anh bị nổi gì không? Không tao hỏi, ổng lẽ anh nói là xài mỹ phẩm của em, lúc đó mất mặt em. Thế thì giữ cho nó hết nhanh rồi cởi ra khiếp nhìn, chung tởm quá. Đừng có chê. Dèo ơi. Thao đừng có khóc nữa. Câu phim chưa này, tóm bắt hộp phần khăn giấy, tóm tiền quê, biết tiết kiệm chứ. Nhưng mà bây giờ em không có kiềm chế được cảm xúc của em. Anh không thấy tội nghiệp cho cái anh nhân vật chính đó hả? Tội nghiệp cái gì? Anh sắp chết rồi. Bị ung thư tao mẹ có cái gì đâu, cùng lắm là chết thôi mẹ. Thôi, anh ác vừa thôi. Người ta đường đường đang là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh như vậy, vậy mà bây giờ á, bị ung thư, lúc nào cũng phải mặc một cái măng tô màu đen dài sòng sòng, trùm kín mít, rồi đeo khẩu trang trùm kín mặt. Chưa kể bị mấy cái cục ghẻ nó nổi, nó sùi mũ ở trên mặt. Nghe cỡ thấy cơ quá, anh mà gặp cái người đó mà ở ngoài đời là anh chạy luôn á, chứ bừng cái chữ nha. Đáng thương. Anh chạy đây. Đâu có gì đâu chạy. Anh mới coi phim về giống mình á, bắt chước nhân vật y chang à. Trời, quá trang giống dữ ha. Y chang luôn. Thảo tôi chạy. Hả? Thiệt đâu thiệt. Này chắc anh giả bộ hả? Anh hóa trang hả? Anh sao vậy? Cái này là hậu quả của việc là xài kem trộn quá đắt của chị.